Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vở ô ly bài tập toán lớp 1 tập 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 17, số 10. Số 10 chúng ta sẽ có là số 1 và số 0. Số 1 đứng trước, số 0 đứng sau. Bài số 1: ghi số que tính vào ô trống. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bài số 2. Viết vào ô có 10 hình vuông. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 không phải. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái này là 10 hình vuông nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cái này 10 hình vuông nè. Bài 3. Khoanh vào chữ có đáp án đúng. Hình bên có bao nhiêu cái hình vuông? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Anh nhà câu C, 9. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Câu A. Bài số 4. Nối cho phù hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.